Hello anh em nhé, thì em lại tiếp tục lên cho anh em là một cái video giới thiệu về những cái mẫu lò xo cho anh em chơi FX nhé. Đấy, thì ba cái dòng chủ yếu là cái dòng FXQ sói này, FXQK2 này và FXQ3 lỗ tactical. Đấy, thì là bên em là có cái lò xo đây. Và lò xo này là cái lò xo thửa nhé, lò xo thửa này. Cái đặc điểm của nó đàn hồi cực tốt nhé, đàn hồi cực tốt này. Đấy, và nó sẽ dài hơn là cái lò xo zin ấy, nó so zin của cái quy này là 2 đến 3 vòng. Đấy, để cho nó độ nó đẩy nó khỏe hơn nhá. Đấy, được chưa anh em? Thì đây là cái lò xo, đây là lò xo của cái quy sói này, nó sẽ to hơn lò xo của quy K2. Đấy, và lò xo của quy ba lỗ tactical nhá. Đấy, được chưa anh em? Thì những cái lò xo này thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ cho là cái lực búa nó sẽ mạnh hơn nhá, nó sẽ mạnh hơn. Đấy, nó sẽ khỏe hơn. Thì là thường là những cái lò xo của cái quy nó đi theo quy ấy, thì nó rất yếu. Thứ nhất là những cái vòng xoắn ấy nó sẽ ngắn hơn là những cái vòng xoắn của cái lò xo thửa này nhé. Đấy, người ta đã chế ra cái lò xo thửa này để giúp cho búa đập mạnh hơn, chưa anh em? Đấy, nhiều khi các bác tăng chỉnh đây, tăng kịch rồi ấy, tăng kịch đến mức là nó sẽ tăng kịch cái con ốc này rồi ấy, nó sẽ không tăng được nữa. Như là cái QK2 người ta sản xuất nhé, anh em mà tăng đến cái mức giới hạn của nó, tăng quá thì nó sẽ là không bám búa đâu. Đấy, không bám búa đâu. Người ta sinh ra cái lò xo này là để giải quyết là cái nhu cầu là để anh em chơi nó sẽ mạnh hơn nhé. Đấy, búa đập mạnh hơn thì đạn đi nó sẽ uy được hơn. Đấy, thì ở đây cái này thì em bán thì là bán theo cặp, thì là bán cho cặp thì là 200.000 nhé, cặp một cặp là 200. Đấy, lò xo này là xo thửa nhé các bác này. Đây đấy, cực kỳ là đàn hồi cực tốt này. 200.000 là 200.000 là một cặp, còn bác nào mua lẻ thì là 120. Đây em sẽ tháo ra cho anh em nhé. Cái lò xo quy ba lỗ tactical thì nó giống với cả lò xo quy K2. Đấy, em sẽ tháo cái lò xo của cái quy ba lỗ ra cho anh em xem nhé. Đây này, hai cái dòng này thì là nó giống nhau rồi. Đấy, nhiều bác là chơi những lò xo mà theo quy ấy, đấy, một thời gian là nó nhão ấy, nó nhão ngay. Đây này, anh em nhìn thì anh em cũng biết luôn đây, đây nhá. Đây là cái lò xo của cái quy ba lỗ tactical đấy, em vừa tháo trực tiếp ra này, các bác xem nhé, nhìn này, đấy, và em sẽ so sánh luôn cho anh em mà đây. Bên trái này là lò xo theo zin nhé, còn bên phải đây này, đây này, đấy, đây cái này nó sẽ hơn một vòng nhé, còn cái này đây này, đấy, nó sẽ dài hơn là 2 vòng anh em nhé, đây này nó sẽ dài hơn là 2 vòng, nó rất khỏe luôn cho anh em này, rất khỏe nhé. Cái lò xo này thì em cũng bán cho anh em là 200.000 là một cặp, 200.000 một cặp này, còn là 120 một chiếc nhé, 120 một chiếc. Đấy, đây là lò xo của quy ba lỗ này, tactical này. Đây em sẽ để em lắp vào nhé. Tương tự là cái lò xo của quy K2 cũng vậy nhé, 200.000 là một cặp, còn đâu là một cái thì là 120. Các bác cũng mua cho cặp về dùng. Cái đồ phụ kiện này thì nó cũng rẻ thôi. Đấy, không phải đắt. Không phải đắt đỏ gì. Anh em mua thì cứ tận dụng. Tận dụng là mua theo cái số lượng ấy thì nó sẽ hợp lý hơn nhé. Đấy, đây em sẽ tháo cái lò xo của cái quy K2 ra nhé, lò xo của quy K2 ra cho anh em xem. Đây này, quy là quy K2 này. Đấy, quy K2 nhé. Các bác nào mà mua quy thì báo em nhé, mua quy báo em này. Đấy, cô mua quy rất rẻ thôi, cái giá chuyển khoản của nó rẻ nhé. Đây là lò xo của quy K2 các bác xem nhé. Đây này, đấy, đây này, đây là so quy K2 đây. Cái này thì là nó sẽ dài hơn cho anh em là đi là gần 3 vòng nhé, gần 3 vòng. Các bác thấy chưa? Bên em là đầy đủ nhé, đầy đủ linh phụ kiện này, đầy đủ các linh phụ kiện cho anh em. Và các bác nào mà có muốn mua combo mua quy thì báo em nhé. Quy sói này, quy K2 này, quy ba lỗ tactical này.
combo quy sói, cái giá chuyển khoản của nó sẽ là 1,5 triệu nhá. Anh em nào chuyển khoản thì 1,5 triệu thôi. Combo quy K2 hàng đều là hàng Sài Gòn nhé. Combo quy sói thì là giá chuyển khoản 1,5 triệu này. Combo quy K2 thì là giá chuyển khoản thì 2 triệu. Còn combo quy 3 lỗ tactical giá chuyển khoản là 3 triệu anh em nhé. Đấy, đầy đủ hết cho anh em. Còn đây là cái quy quy sói đây nhé. Đây này. Đấy, nó so của quy sói nhé. Đây này. Bác xem này. Đấy, sợi của cái này, hàng thửa nó đen này. Đấy nhá, nó sẽ dài hơn cho anh em đây này. Đấy, dài hơn cho anh em là hơn 2 vòng một tí nhá. Ok chưa? Đấy. Dài hơn thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy, dài hơn nó sẽ khỏe hơn là cái điều chắc chắn. Cái gì cũng vậy. Các bác nào mà mua hàng nhé, em báo lại cho anh em là 200.000. 200.000 thì là được 2 cái, còn đâu là 1 cái thì là 120 nhé. Đấy, 1 cái báo giá 120 cho anh em. 200.000 2 cái, còn 1 cái thì là 120, các bác nghe rõ giúp em nhé. À rồi, cái video mà giới thiệu cho anh em về những cái mẫu đây, lò xo đây. Lò xo thửa dùng cho cái dòng FX nhé. Thì là đến đây là kết thúc. Còn anh em là những anh em mà chơi những cái dòng quy như là Super X này, hay là những cái dòng như là Terminator, thì là cứ bảo em nhé. Bên em là cũng có đủ cho anh em nhé. Hàng thì ngày mai kia về thì em lại lên video cho anh em. Rồi một cái video ngắn đến đây là kết thúc. Xin chào anh em nhé. Hẹn anh em vào những video tiếp theo.